Chào các bác. Hôm nay là ngày 3/8/2018 thì sau khoảng 5 ngày lên sóng thì chiếc Cruise 2015 số sàn bản LS này thì đã bên em chính thức đã bán cho một anh khách ở Quảng Ninh. Và anh đến từ thành phố Uông Bí. Anh đã bắt xe khách lên và xem xe. Thì anh đã ngồi kiểm tra giấy tờ, hồ sơ và anh đã chạy thử một vòng thì anh đã quyết định lấy chiếc xe này. Bên em bán với cho anh với giá là 401. Thì anh kiểm tra xe và không có phát hiện lỗi gì và anh nhanh chóng và vào làm thủ tục. Thì hiện tại anh đang làm thủ tục để mua bán chiếc xe và anh chạy thẳng về Quảng Ninh luôn. Và đây em quay cho anh bác là anh khách cũng đang ở đây. Đấy là anh nói với anh đấy. Hiện tại anh đang làm thủ tục. Anh Thành rất là quyết đoán. Anh đã rất nhanh chóng quyết định để mua chiếc xe cho mình. Bởi vì anh cũng có nêu lý do rằng là người nhà nhà anh cũng đang có một chiếc và chạy rất là thích. Do vậy là anh đã không ngần ngại gì cả, quyết đoán rất nhanh. Và anh Thành ở thành phố Uông Bí đã lên mua chiếc xe rất là nhanh gọn. Hiện tại em ngừng giao dịch chiếc Cruise các bác nhé. Bác nào quan tâm những dòng xe khác thì đăng ký kênh giúp em để cập nhật những xe bên em mới về. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi. Chào các bác.